Tôi nhìn, tôi lén nhìn lên, tôi thấy có một cái dấu xăm. Tôi bàng hoàng, tôi cảm thấy tôi buồn. Tôi nói trong lòng đấy, trời ơi, không biết mình đang ở sao đây, không biết gặp thứ thiệt rồi. Đó, chết rồi, tôi chắc chắn là tôi gặp thứ thiệt rồi. Về lần kế tiếp thì thấy cũng nó cũng tính tình nó cũng được. Đó, nhưng mà vẫn còn ghim ở trong bụng là cái ghim trong bụng là cái gì? Con hỏi cô cái hình xăm đó là hình gì? Một cái ngôi sao nhỏ. Ngôi sao hả? Đẹp mà, ngôi sao đẹp mà. Mà nhiều người không thích thì cũng rất là sợ là mọi người dị nghị đó, tại vì có quan niệm là mà xăm vậy là cái dân chơi lắm á. Xin chào MC Quyền Linh, Lê Lộc, xin chào quý vị khán giả. Tôi tên là Dương Ngọc Diệp, tôi được 60 tuổi, tôi làm ở thư viện trường chuyên Lê Hồng Phong, và đây là con dâu của tôi. Em tên là Phan Ngọc Kim Uyên, em ở Hồ Chí Minh, em đang bán bánh ở trước cửa nhà. Bán bánh gì ạ? Dạ, bán bánh hát đó. Năm nay em 27 tuổi. Mình làm dâu được mấy năm rồi? Dạ, được 3 năm 6 tháng. Ồ, nhớ luôn. 3 năm 6 tháng 6 ngày nữa là dữ hơn nữa đó. Những cái ngày đầu tiên mà khi cô gặp con dâu tương lai đó, cô cảm nhận như thế nào? Lần đầu tiên thì con tôi nó về nó nói, mẹ ơi, con có quen bạn nhân dịp thôi nôi của một cái cháu bên chồng. Cái bác nó mới nói thôi con mời bạn đi. Thì lúc đầu nhìn, tại vì ăn mặc lịch sự đàng hoàng cho nên là mình nhìn mình thấy thấy cũng được, mướt mát. Xong cái qua cái đám nó xong về nói là con ơi, thôi bữa nào con nói với bạn con về nhà mình đi, mẹ muốn bạn đó lại nhà mình. Thì con nó dẫn về cái tôi cũng lén, tôi nhìn lén đó. Ủa sao mình không nhìn lén lén, tại vì hả, thấy gì đâu mà người có chút kéo à, nhỏ đều hết trơn á, nhỏ ra cái tôi nghĩ trời ơi, không biết là nó đẻ sao đây. Cũng sợ lắm, nó nói trời ơi, nhìn cái cùm tay gì đâu mà nó có tí à, dễ gãi lắm, nhỏ đều hết trơn. Rồi xong cái tôi nhìn, tôi lén nhìn lên, tôi thấy có một cái dấu xăm. Tôi bàng hoàng, tôi cảm thấy tôi buồn. Tôi nói trong lòng đấy, trời ơi, không biết mình đang ở sao đây, không biết gặp thứ thiệt rồi. Đó, chết rồi, tôi chắc chắn là tôi gặp thứ thiệt rồi. Không có nói, không có rằng gì hết. Xong cái thằng trai nó cũng cảm giác, nó cũng biết, nhưng mà nó cũng không có dám nói gì nhiều. Xong nó cứ mỗi ngày nó nói chút, mẹ ơi, bạn con á coi vậy chứ dễ thương lắm, mà con thấy, con để ý con thấy có nhiều nét giống mẹ lắm, vậy chứ làm ăn dữ lắm, buôn bán cái cũng làm thinh, không trả lời, không cái vốn vậy đó. Tại vì mình đang găm trong bụng, cái tâm sự với thằng em đó. Cái nói thôi mẹ, mẹ mở lòng đi, con thấy chỉ xăm mà chỉ đứng bán bánh mà tính đâu có phải là chỉ chơi bời đâu mẹ. Con thấy là cái đó là nghệ thuật, thôi thì con nó chịu rồi, giờ mình biết làm sao. Về lần kế tiếp thì thấy cũng nó cũng tính tình nó cũng được đó, nhưng mà vẫn còn ghim ở trong bụng là cái ghim trong bụng là cái hình xăm. Con hỏi cô cái hình xăm đó là hình gì? Một cái ngôi sao nhỏ. Ngôi sao hả? Yeah. Đẹp mà, ngôi sao đẹp mà. nhưng mà nhiều người không thích thì cũng rất là sợ là mọi người dị nghị đó, tại vì có quan niệm là mà xăm vậy là cái dân chơi lắm á, nó đẹp, nó mướt mát, không biết nó có thương con mình thiệt không. Rồi nó đến nhà nó chơi, nó nói bác ơi, bà ngoại con á với mẹ con coi như mời bác đến chơi. Thì thấy con dâu nó mở lòng nó nói vậy rồi, thế mình nói thôi chắc nó thương con mình thiệt rồi. Coi gì lúc đầu thì chưa có ấn tượng gì hết, ấn tượng xấu thôi. Đó. Còn cô gái, mẹ chồng rất là dữ. Sao dữ? Nhìn sao biết dữ? Nhìn là thấy dữ rồi, em không biết nói sao nhìn sao dữ, nhưng mà em mới nhìn vô là thấy dữ. Sợ không? Sợ. Sợ luôn hả? Lại bự con. Coi như là mẹ chồng tương lai nó là con dâu là nhỏ đều hết trơn, còn con dâu nó mẹ chồng tương lai bự đều hết trơn. Nhưng mà tại sao á, ngày đầu tiên đi gặp mẹ chồng tương lai mà em lại để lộ hình xăm? Em nghĩ mình sao thì nó là như vậy rồi, thì trước hay sau gì cũng thấy thôi. Giờ có giấu rồi mai mốt bỡ ngỡ ra còn trách nhiều hơn nữa. Em có biết rằng lúc đó mẹ chồng em là gọi là ghét cái hình xăm, ghét hình xăm mà có một cái gì không thích em không? Em thấy má cũng chịu chơi. Má chịu chơi đúng không hả? Má chịu chơi kìa má. Chịu chơi kiểu gì? Cũng hát hò rồi. Hát hò mà chịu chơi gì? Nhảy đầm, người cũng vui vẻ lắm. Thì em nghĩ là cái gia đình của mình cũng dễ tính,
nhưng mà không nghĩ là má ghim. Ngày đầu về làm dâu đó thì tình hình nó thay đổi thế nào cô, trong những ngày đầu tiên á? Mình thấy nó cũng giống tính của mình, dám ăn dám nói. Thí dụ như là em nó cái gì mình cũng ôm nó lớn rồi, mà nó cứ mình cứ trong vòng tay của mình cái nó không lớn. Cái xong cái bữa đó về nó nói con nói với má là má phải buông em đi để cho em tự lập, em má cứ ôm vậy em nó không có lớn đâu, má đừng có ở đừng có bao bọc nữa. Giờ cô nói vậy cô nghĩ sao? Thì hồi đầu cũng buồn lắm. Buồn nữa? Nhưng mà sau đó cô lại suy nghĩ, cô nói chắc có lẽ nó nói đúng, thôi mình buông thằng em ra đi. Thằng chồng nó đó 7 tuổi, thằng em nó 4 tuổi thì là chồng cô mất rồi. Cho nên là cứ ba mẹ con cứ ôm ấp nhau, đùm bọc nhau rồi mình buông không có được. Khi mà má chồng kiểu cưng em quá, xong rồi em hơi bị ỷ lại á, chứ là không phải là ỷ lại nữa mà giống như nó không thoát ra được, kiểu nó không có được tự do nó làm những gì nó thích á, thì mình nói má thôi má buông nó ra để cho nó tự nó bay đi, chứ giờ má cứ ấp nó hoài rồi sau này nó ra đường nó làm sao, người ta hiếp nó cũng vậy à. Thì đó, đến khi nào thì những cái suy nghĩ của cô về con dâu tương lai nó hết, không còn gì nữa hết trơn, tức là không có nghĩ là dân chơi, không có nghĩ là hình xăm, không có nghĩ là nó dạy đời mình đó. Khi mà cưới về thì mình suy nghĩ, mình nói ủa nó cũng đi đứng ra ngoài đường nó buôn bán mà, nó thích vậy thôi, nó buôn bán mà nó chăm chút chồng con nó, thì mình thấy nó rất là giỏi ở cái chỗ đó. Không có ở trong nhà cô làm dâu nhưng mà cứ về thăm. À, tại vì ở bên kia thì nó thuận lợi hơn đặng việc buôn bán. Buôn bán đó. Cô thì cái tính đó, tại vì hồi đó giờ một mình nuôi con mà, nên là cứ ai cho gì cô cũng lấy, cái đem về chất một nhà, cái nó về nó dọn dẹp. Mỗi lần nó dọn á là mình ngồi đó mình nóng ruột lắm, tại vì cứ nó dồn vô bịch, cái này không xài hết, cái này dẹp, trời ơi nó đem nó dẹp hết trơn. Nó dẹp nó má đi chơi đi, má đi đâu chơi đi, sợ nó ở nhà nó bỏ hết ba cái đồ của mình tích trữ đó, tại vì ai cho gì cũng lấy, cứ ngồi canh nó hoài đúng không? Đó, ngồi nó lấy cái bịch sẵn rồi nó dồn vô thì tại vì có những cái kỷ niệm mình không có bỏ được của ba nó hồi đó. Cái nó nói cái này thôi cũ xưa quá rồi bây giờ để quá chừng một nhà luôn, về vô cái giường không có chỗ, thấy cái giường mẹ không có chỗ ngủ nữa, cái nó kêu thôi đi ở nhà nó dọn sạch láng hết. Nhưng mà thôi giờ nói sao giờ, nhưng mà cũng may là nó nhờ nó dọn vậy á, cho nên nó mới thông thoáng cái nhà. Sao vậy em, kỷ niệm của mẹ mà nhiều khi có cái món quà của ba chồng tặng rồi đó, thôi dẹp luôn, dục hết. Đâu có, mấy cái đồ mà ba chồng giống như từng cuốn sách rồi này nọ thì má còn giữ lại, nhưng mà mấy cái vật mà lớn hơn như là cái bàn cũ là cũ rồi mà má chất cho một nhà luôn. Mấy cái bàn ba đóng á, kiểu bàn học hồi xưa ba đóng á, thì má cũng chất vậy đó mà không có xài tới, mà bụi quá trời rồi. Thì nếu như không xài được cái vật đó thì mình đi cho người khác, hoặc là mình dùng cái miếng gỗ đó mình làm những chuyện khác thì em dọn. Nhưng mà em cũng nói với má, mày thằng dâu cũng có nhiều cái sự ghim lâu quá không nói ha. Đó thì mình từ từ mình mới thấy là con dâu của mình nó mà đồng cảm với con dâu tới giờ luôn. Thì có khi nào mà hai mẹ con thẳng tính với nhau cùng một lúc hay là có một cái việc gì đó chưa? Dạ không chị, thì có những chuyện má nói, có những chuyện em nói, chứ hai người cũng chưa bao giờ đụng vô cái rầm. Có mâu thuẫn gì với nhau, không có cùng quan điểm một cái việc gì đó chưa? Dạ cũng không luôn. Không luôn hả? Nhiều khi má ghim thì em cũng đâu có biết đâu. Má ghim, má hay ghim lắm, ghim vụ hình sao đó, rồi ghim vụ nhỏ đều, rồi ghim vụ đủ thứ hết chứ. Nhưng mà em với mẹ chồng là hợp nhau về vấn đề gì? Em thấy hợp hết á. Hợp hết luôn hả? Dạ, giống như kiểu ăn cơm gia đình thì hai người con trai uống hai lon nước ngọt, còn hai má con thì khui mỗi người lon bia. Trời ngon gì ta. Trời ơi, có khi nào hai má con làm xỉn bữa không? Má cũng rủ bữa nhưng mà chưa làm. Quên nó vậy, mẹ chồng con dâu nó không có chuyện gì mâu thuẫn đúng không? Để xem người thứ ba nói thế nào đây. Chỉ có cái mâu thuẫn duy nhất đó là cái chuyện mẹ mình rất là nôn của em bé và hai vợ chồng thì chưa sẵn sàng. Tính của mình thì tuy lớn tuổi nhưng mà mình nhiều khi khá là trẻ con và nhiều khi hay suy nghĩ và hay cảm thấy tủi thân vì chuyện đó. Và khi người lớn họ mong muốn điều gì đó thì họ không biết làm gì hơn là việc là họ có dịp là họ sẽ nói. Nhiều khi những cái lời nói đó, nó gây áp lực cho vợ.
Xã làm ca sĩ hay là? Dạ là ca sĩ với là thầy dạy anh văn. À, vậy thầy dạy anh văn luôn hả? Dạ. Hồi nãy là ông xã mới nói là cái áp lực lớn nhất của em là chuyện mà mẹ chồng nôn của con. Dạ. Đúng không? Dạ đúng. Vậy mà nãy giờ nói không có áp lực nó lớn lắm á. Do chị chưa muốn hay là do tâm lý mình như thế nào? Dạ tụi em chưa sẵn sàng, với lại cũng chưa muốn, tại vì thứ nhất là đang muốn ổn định kinh tế trước. Nhưng mà em sao không nghĩ về bên mẹ chồng rất mong muốn có cháu? Thì em hẹn mà mỗi năm em hẹn lần. À, có chính xác là năm nào có chưa? Dạ không, thì má nói ráng có nha em, nha con. Nói dạ, ráng năm nay, năm sau đi má. Đó. Nhưng mà cái chuyện kinh tế đó, có thể là bên mẹ chồng cũng có thể hỗ trợ khi mình sinh con. Lớn tuổi á, thì cái tiền đó nên là để dành để đi du lịch hoặc là ăn uống, thích mua sắm gì á. Con mình thì mình lo, chứ tại sao rồi má lo cho cháu rồi mình. Bây giờ giữa đi du lịch, hưởng thụ với có cháu, cô chọn nào? Còn có cháu. Thấy chưa? Em phải hiểu những cái suy nghĩ của người lớn, đúng không cô? Cô mong mỏi cháu như thế nào? Giờ khỏi có cháu thì mình cũng cảm thấy hạnh phúc. Đúng rồi. Nên là cứ mong hoài, ghét không thèm nói nữa. Ghim nữa thấy chị. Dạ. Bực mình. Giờ làm thinh, cái là cũng không có thèm gặp mặt luôn. Cái sửa cái nhà tắm toilet hả, tự làm một mình. Trời ơi. Kêu thợ á, kêu thợ lại làm mình, không báo với con cái gì hết. Mình giận nó cũng không biết đâu. Chỉ có chồng nó biết thôi. Bây giờ nó mới biết. Thấy chưa? Đó là sai lầm của con dâu đấy. Đúng ra là em cũng phải là theo dõi thường xuyên cái trạng thái tâm lý của mẹ chồng. Nếu như bây giờ một cái giấc mơ mà có cháu trở thành hiện thực thì cô vui, hạnh phúc như thế nào? Nếu mà có điều kiện thì là sanh 4 đứa. Đó. Cô, tại vì cô thấy là nó phải có con để thứ nhất là cô cũng an ủi. Tại vì ba nó cũng mất sớm thì cũng mong coi cháu nội của ổng ra làm sao. Chị có biết được cái tâm lý của mẹ rất là mong cháu không? Dạ em biết chứ. Biết mà giống như mỗi lần về gặp cái là gánh nặng trong lòng luôn á. Kiểu đó, mình cũng buồn nữa. Tại vì là mình cũng chưa sẵn sàng để có chứ không phải là mình không muốn có. Em nghĩ là cái chuyện mà kinh tế hai vợ chồng đều có công việc ổn định rồi. Thì mình đây có bà nội nữa, hỗ trợ phía sau nữa thì quá là điều kiện tốt. Chứ mình để lâu dài quá sau này chị lớn tuổi á thì chị có nghĩ là mình sinh sẽ khó hơn không? Em cũng đâu lớn lắm đâu, em mới 27 tuổi à, nên là em nghĩ chắc cũng 31, 32 mình sinh là rồi. Trời ơi, sinh trễ quá vậy em. Thật sự là mấy người lớn tuổi là họ rất cần con cháu để ẵm bồng, cần vui nó. Cái niềm vui trong nhỏ. Niềm vui lớn nhất là như vậy mà. Rồi cô khi nào làm áp lực cho cha con dâu mình thấy để mình nó sanh liền không? Có chứ cô. Cô cứ lên trên mạng cô thấy em bé nào đẹp á, cái cô nhắn qua cho nó. Trời ơi, không có comment luôn hả? Nó cũng không dám luôn. Khi nào là mình sẽ quyết định mình xin để cho mẹ an tâm không? 3 năm nữa. Trời ơi. Khi con dâu nói vậy cô nghĩ sao? Trời thì cô giận rồi. Giờ cô không thèm nói nữa. Rồi ghim nữa. Là nhiều khi nằm giống có cát buồn. Nói thôi. Giờ mình cứ mong hoài cũng không có thôi. Mình không mong coi nó có không. Có bao giờ cô nằm đêm một mình cô khóc cô tủi thân về chuyện đó chưa? Cũng buồn chứ. Tại vì mình không có cái kinh tế vững vàng để mà mình chăm lo cho cháu cho con. Khóc một mình vậy cô hả? Cũng tự an ủi, nói là thôi con cháu rồi coi như cái số nó chừng nào có thì có, thì thôi bây giờ cũng không có hỏi nữa. Bây giờ từ hôm năm rồi giờ là không có mong nữa, không có hỏi nữa, sợ tại vì khi nhắc nó căng lắm, nó căng thần kinh lắm, cho nên là nếu mà mình để nó căng nữa thì coi như là mẹ con hết vui. Không biết là mình mong muốn con dâu có điều gì không cô? Cái điều mong muốn nhất là nó sanh cho cô, sanh cháu cho cô. Dạ. Cái điều đó là điều mong muốn nhất. Nó rất yêu thương con cô. Coi ốm yếu vậy đó chứ nó lo lắng cho chồng. Nó cũng chăm sóc thì mình thấy mình cảm thấy vui. Còn không biết chị là có điều gì mong muốn ở mẹ chồng không? Em chỉ mong má khỏe mạnh thôi. Vui vẻ hơn chút. Đừng có hay ngồi buồn một mình nữa thì thấy lớn tuổi rồi cũng không tốt. Chỉ mong má có nhiều sức khỏe. Ngồi buồn mình bởi vì không, con không có cháu mà. Nếu có cháu đâu ngồi buồn mình đâu. Coi anh chàng ca sĩ anh có mong muốn điều gì không nha? Thì mình chỉ mong hiểu cho mẹ đó là mẹ cũng lớn tuổi rồi và
Và cái suy nghĩ của người lớn nhiều khi mình còn trẻ mình sẽ không hiểu được. Mình tin là từ từ thì mẹ sẽ hiểu được chuyện đó. Còn đối với mẹ thì mình chỉ mong là mẹ cũng thông cảm cho suy nghĩ của hai vợ chồng mình. Con với lại con dâu đều rất là yêu thương mẹ và gia đình mình vẫn là hạnh phúc với nhau. Chuyện có em bé không phải tụi con nhất định không có. Khi mà tụi con ổn định mọi thứ rồi thì cái chuyện có em bé thì sẽ bình thường thôi. Cảm ơn cô rất là nhiều. Cô Linh xin chia sẻ điều đó. Nhưng mà cũng xin nói thế này, mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng, con phải mồ côi. Cái điều này nó thật sự mà nói thì cũng không biết trước điều gì xảy ra cả. Anh nghĩ rằng bây giờ mẹ mong muốn thì vợ chồng cũng ráng sinh một đứa đi. Bây giờ là em hứa với mẹ điều gì đi, một ngày sớm nhất đi. Từ anh là người ngoài, như khi nãy giờ nghe mẹ chia sẻ anh cũng cảm giác rất là xót. 3 năm nữa. Quyền Linh cho cô nói một lời. Dạ. Vì hoàn cảnh mẹ quá con côi nên là cái ngày đám cưới của con, cái điều kiện mà mời bạn bè của ba nó, mời bạn bè của cô cũng không có được nhiều, không có được đầy đủ. Dạ. Cũng xin lỗi các bạn đồng nghiệp của ba nó, rồi các bạn đồng nghiệp của cô. Cũng mong là mọi người thông cảm. Dạ, cô Linh nghĩ rằng mọi người cũng thông cảm đấy. Không nghĩ ra ngoài trách gì đâu. Mong rằng gia đình chúng ta sớm sẽ có tiếng cười của trẻ thơ. Chúc cho gia đình chúng ta thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc cô nhé. Cảm ơn cô với em rất là nhiều. Gửi tặng một kỷ niệm của chương trình.